Mới đây, một vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy đã xảy ra tại ngã tư. Theo đó, một người điều khiển xe máy vừa đi vào tới giữa ngã tư thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe máy khác, khiến cả hai người ngã xuống đất bất động. Sau vụ va chạm, có rất nhiều người đã đứng lại hỗ trợ người bị nạn. Đây là một tình huống tai nạn nguy hiểm vừa xảy ra trên quốc lộ. Hai người điều khiển xe máy đang đi thì xảy ra va chạm, khiến cả người và xe bị ngã vào làn ô tô. Đúng lúc này, một tài xế xe container vừa đi tới nhưng không kịp thắng lại. Rất may, tài xế đã bẻ lái sang trái nên không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Không may mắn như trường hợp trên, đoạn video khác đã ghi lại cảnh tượng vụ tai nạn xảy ra giữa xe bán tải và xe gắn máy. Theo đó, hai người điều khiển xe máy đang đi trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe bán tải đi hướng ngược lại lao vào tông trực diện. Hậu quả, một trong hai người đi xe máy bị tông văng vào gốc cây, bị thương nặng. Người còn lại may mắn thoát nạn. Còn đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng khác vừa xảy ra gần đây tại tỉnh Bình Dương. Một tài xế xe ôm công nghệ chở hai người đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều. Va chạm làm ba người trên xe ngã xuống đường, hai người ngồi sau bị bánh xe cán qua người tử vong. Tài xế xe ôm công nghệ may mắn thoát nạn. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và camera hành trình, cơ quan công an xác định tài xế xe tải nói trên đã điều khiển phương tiện chạy lấn vào làn xe hai bánh. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh hành vi vi phạm của tài xế xe tải, từ hình ảnh trong đoạn video còn cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe ôm công nghệ đang điều khiển xe đi bên hông rất gần đầu xe tải và đây là một vị trí hết sức nguy hiểm, hay còn gọi là điểm mù mà chương trình đã nhiều lần đề cập. Khoan bàn tới chuyện ai đúng ai sai, hậu quả thương tâm cũng đã xảy ra, không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Vụ việc một lần nữa là bài học cho tất cả chúng ta, dù là người điều khiển ô tô hay xe máy, đều phải hết sức cẩn thận để không rơi vào những tình huống tương tự. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tham gia giao thông hết sức nguy hiểm của hai em nhỏ đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy trên đoạn đường có rất nhiều phương tiện lưu thông, bỗng xuất hiện hai em nhỏ ngồi trên xe đồ chơi. Đáng nói, xung quanh không hề thấy có người lớn đi kèm hay trông coi. Một tình huống giao thông nguy hiểm khác gây nhiều bức xúc vừa được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây. Theo đó, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy đi trên đường để kèm con tập đạp xe đạp. Đáng nói, việc làm này diễn ra ngay trên đường rất đông xe chạy. Có đoạn cậu bé còn đạp xe đi giữa vị trí nhập làn của xe ô tô, thậm chí là chạy song song với xe bồn như thế này. Hướng dẫn tập luyện kỹ năng điều khiển xe đạp cho con là việc làm cần thiết, giúp trẻ học tính tự lập cũng như rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, việc hướng dẫn này cần diễn ra ở nơi phù hợp, an toàn để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra cho trẻ và những người điều khiển phương tiện khác. Cũng liên quan đến trẻ em, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em đứng lên ghế thò đầu ra ngoài khi xe đang di chuyển trên đường diễn ra ngày một nhiều. Đáng nói, hành vi này được chính các phụ huynh cho phép mà không biết đây là việc làm rất nguy hiểm. Ví dụ như trong tình huống diễn ra trong những video dưới đây, theo đó thì một chiếc xe ô tô màu trắng vừa di chuyển vừa mở cửa sổ trời cho một bé trai đứng thò đầu ra ngoài. Tương tự, một đoạn video khác được người đi đường quay lại cho thấy ba em nhỏ đang đứng hóng gió từ vị trí cửa sổ trời trên chiếc ô tô. Thời điểm này, chiếc xe đang chạy trên đường. Không chỉ thò đầu ra ngoài, đoạn video khác còn ghi lại được cảnh ba em nhỏ khác ngồi hẳn lên nóc xe qua cửa sổ trời trong lúc xe đang di chuyển như thế này. Sau khi xem những đoạn video trên, rất nhiều người đã bày tỏ thái độ bức xúc trước việc làm nguy hiểm của những người điều khiển xe ô tô. Rõ ràng hành vi này là rất nguy hiểm. Nếu không may xảy ra va chạm hay tình huống bất ngờ, có thể gây đe dọa sức khỏe, tính mạng của những em nhỏ này. Còn dưới góc độ pháp luật, hành vi này có bị xử phạt hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình. Hiện nay ở Việt Nam thì nhiều người, nhiều bậc cha mẹ không thấy được cái tính nguy hiểm của việc cho trẻ em cho thò đầu ra ngoài hoặc là đứng trên cả nóc xe, cabin xe. Đây là một cái hành vi hết sức là nguy hiểm, không những là ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của các cháu mà còn vi phạm cái luật tham gia giao thông đường bộ. Và đồng thời cái việc để cho các em đứng như vậy nó cũng có thể gây ra các cái tai nạn giao thông khác, ảnh hưởng tới
những người tham gia giao thông khác. Nghị định và pháp luật liên quan hiện hành không có quy định chi tiết là thò đầu ra khỏi cửa sổ trời hoặc là đứng ngay cửa sổ trời thì bị phạt như thế nào, bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, cái hành vi này được hiểu là khi tham gia giao thông không thắt dây an toàn tại vị trí mình đang ngồi. Thì như vậy, đối với hành vi này là luật quy định là không thắt dây an toàn tại nơi ngồi khi tham gia giao thông thì có thể bị sự phạt tiền. Còn nếu để cho trẻ em leo qua cửa sổ trời và ngồi trên cabin, ngồi trên nóc xe thì đối với cái hành vi này là bị xử phạt nặng hơn. Tức là mức xử phạt ở đây có thể là từ 3 tới 5 triệu đồng và thậm chí là bị tước bằng giấy phép lái xe từ 3 tới 6 tháng. Trẻ em thường chưa nhận thức được nguy hiểm trong hành động của mình. Vì vậy, thay vì chiều theo những sở thích yêu cầu của con, phụ huynh cần hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng an toàn sống, nhận biết các hành động nguy hiểm và hành vi thò đầu qua cửa sổ trời hay ngồi trên nóc xe là một trong số đó. Tiếp tục sẽ là những thông tin về an toàn sống, an ninh trật tự vừa được chúng tôi cập nhật qua camera 365. Như chương trình Cùng Xem Cùng Nghĩ đã nhiều lần chia sẻ, tình trạng trộm cắp vặt dù không gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng vẫn là vấn đề gây bức xúc cho người dân. Chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, bất cứ món đồ nào cũng có thể bị kẻ trộm nhắm đến. Như trường hợp mất trộm tại cửa hàng mắt kính này, trong lúc người bán hàng đang quay mặt vào trong, người đàn ông lớn tuổi đã lấy một cặp mắt kính lên xem. Sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai, người này liền bỏ chiếc kính vào túi quần. Một vụ trộm cắp vặt khác cũng đã xảy ra gần đây trước một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Theo đó, lợi dụng lúc người dân đi vắng, tên trộm đã lén lấy đi nhiều món đồ từ nệm ghế, ly nước cho đến cầu thang sắt để lên xe, rời đi. Còn đây là một vụ trộm khác xảy ra vào ban đêm. Theo đó, hai người đàn ông đang đi xe máy trong con hẻm thì phát hiện hai chiếc xe máy người dân để bên ngoài. Ngay lập tức, người ngồi sau xuống xe để lấy trộm. Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng chiếc xe bị mất có vẻ đã cũ, không có giá trị cao, tuy nhiên vẫn bị kẻ trộm nhắm đến. Mặt khác, có người cũng cho rằng việc để xe bên ngoài rồi đóng cửa đi ngủ như vậy không khác nào tự tay dâng tài sản cho kẻ trộm. Vụ việc một lần nữa cho thấy, bất cứ tài sản nào, dù giá trị lớn hay nhỏ, vẫn nên được cất hoặc khóa cẩn thận, tránh nguy cơ bị mất cắp. Trong cuộc sống, chuyện các con vật vô tình chạy vào nhà không hiếm, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể khiến cho gia chủ phải thót tim. Như tình huống xảy ra trong đoạn video này, theo đó thì trong lúc bé gái đang ngồi trên võng xem TV trong nhà, thì phát hiện một con rắn khá lớn đang bò vào nhà. Quá hoảng sợ, cô bé vừa la hét vừa vung chạy ra khỏi nhà. Một đoạn video khác ghi lại tình huống nguy hiểm cũng xảy ra tại nhà. Trong lúc kiểm tra phòng của con, người trong nhà phát hiện bé gái có biểu hiện lạ. Sau khi lay và gọi nhiều lần mà bé gái không có phản ứng, nên người nhà vội vàng đưa đi cấp cứu. Theo người nhà bé gái, nguyên nhân cô bé bị ngất liệm có thể là do ngủ trong phòng máy lạnh với nhiệt độ quá thấp. Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi cho trẻ ngủ trong phòng máy lạnh. Song song đó cũng có người cho rằng không thể đổ lỗi cho máy lạnh vì gia đình họ vẫn sử dụng bình thường nhưng không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho rằng không nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp vì nhiệt độ chênh lệch so với môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Còn đây là một tình huống nguy hiểm phải cấp cứu khác cũng xảy ra khi bệnh nhân đang ở nhà. Trước đó, người đàn ông đang ăn cơm ở nhà thì bỗng xuất hiện triệu chứng ngất xỉu rồi tỉnh lại và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hơn một tiếng sau, người này bị lên cơn co giật rồi bị ngưng tim, ngưng thở. Người nhà đã thực hiện cấp cứu hô hấp nhân tạo, ép tim tại chỗ và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Rất may thì sau nhiều nỗ lực cấp cứu của các y bác sĩ, cuối cùng thì bệnh nhân đã có mạch đập trở lại và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để kịp thời điều trị, phục hồi. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết bệnh nhân này có tiền sử bệnh tim nhưng không được phát hiện sớm. Qua tình huống nguy hiểm trên, các bác sĩ cũng cảnh báo người dân cần thường xuyên khám sức khỏe tổng quát định kỳ, giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn để bảo vệ sức khỏe. Đây là điều cần thiết cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi với mọi thời điểm.
Những phút còn lại của chương trình mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đẹp trong cuộc sống qua tiểu mục Nét đẹp đời thường. Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện vô số trào lưu, thử thách thu hút giới trẻ, trong đó có nhiều trào lưu rất ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng mạng. Và trào lưu làm việc tốt giúp đỡ người khác là một trong số đó. Ra đơn của em xong rồi đấy, cái đơn này là anh làm cho em. Thời gian gần đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa anh chủ quán bún riêu và những người shipper. Theo đó, nhiều shipper khi đến nhận đơn hàng cho khách đều được anh chủ quán tặng một phần bún riêu miễn phí. Lúc đầu, nhiều shipper nghĩ chủ quán giao nhầm đơn. Tuy nhiên, khi biết được ý định này, đa số shipper đều ngạc nhiên rồi chuyển sang cảm kích. Việc làm này nằm trong thử thách 100 ngày tặng bún riêu miễn phí cho shipper do anh chủ quán tự nghĩ ra. Được biết, anh chủ quán bún riêu nói trên là anh Nguyễn Hải Anh, 35 tuổi. Quán bún này được anh mở từ năm 2018. Từ đó đến nay, anh Hải thường xuyên tặng bún miễn phí cho các shipper, người khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, người bán hàng rong, người khuyết tật. Mặc dù là một ông bố đơn thân, điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhưng anh vẫn chọn cách chia sẻ. Anh Hải Anh cho biết, khả năng của mình đến đâu sẽ giúp đỡ mọi người đến đó. Đây cũng là cách anh dạy con mình. Hy vọng sau này lớn lên, con sẽ trở thành người tử tế. Quý vị thân mến, có câu của cho không bằng cách cho. Việc tử tế cũng không phân định lớn hay nhỏ và cũng khó lòng đong đếm được. Hành động tặng phần ăn cho những shipper xuất phát từ sự đồng cảm, muốn chia sẻ của anh chủ quán bún đã chạm tới trái tim của nhiều người. Hy vọng những thử thách mang ý nghĩa tích cực như thế này sẽ trở thành một trào lưu để những điều tử tế lan tỏa rộng hơn. Và đến đây thì thời lượng của Cùng Xem Cùng Nghĩ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.